Sao lại giết bê chứ? Ông chỉ dạy cho tôi nói với Minh Hữu là tôi thèm đồ ăn, rồi kêu Minh Hữu đem vô. Đâu có nói là đầu độc giết chồng tôi đâu. Ông hứa với tôi mà sao không thực hiện lời hứa? Đến giờ tôi vẫn còn bị bắt. Thảo nào ông dặn tôi không ăn mà hãy đưa chồng tôi ăn, thì ra ông đã sắp đặt sẵn kế để hại chồng tôi rồi. Cấm miệng. Chồng mày là do Minh Hữu giết. Nhớ kỹ, khi mở miệng ra phải nói như vậy. Đừng có hồ đồ mà chết mất mạng. Tôi không biết gì hết. Ông biểu thì tôi làm theo ông rồi đó. Ông đưa vàng cho tôi đi xa đi. Tôi không muốn đứng ra làm chứng hay nhìn mặt Minh Hữu một lần nào nữa hết á. Mày yên tâm, tao nói thì tao sẽ giữ lời. Nhưng trước khi đưa cho mày số vàng như đã hứa, tao muốn mày làm cho tao thêm một việc nữa. Xong việc, tao sẽ thưởng thêm cho mày 50 lạng bạc. Tới lúc đó, mày tha hồ đi xa mà hưởng phước. Làm gì cũng được, nhưng mà đừng cho tôi gặp Minh Hữu. Chẳng những mày phải gặp, mà còn chỉ thẳng vào mặt nó, vạch trần bộ mặt của nó. Tôi không làm theo bất cứ chuyện gì ông dặn nữa. Đâu biết khi tôi làm xong, tôi có còn mạng để lấy vàng hay không. Mày không còn sự lựa chọn nào cả. Một là mày làm theo lời tao nói. Hai là mày phải chết. Đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Trần Trung Kỳ Án phần 2 vào lúc 20 giờ các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.